muốn tự lực cánh sinh được sinh ra bởi chính phủ Mỹ phát triển bởi nguồn tiền từ các tổ chức NGO nhằm phục vụ cho chiến lược diễn biến hòa bình hòng lật đổ chế độ hiện hành tại Việt Nam lâu nay giới dân chủ quốc nội chỉ như một con rối được điều khiển bởi các tổ chức nước ngoài dưới thời của Barack Obama làng dân chủ phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết cả về số lượng lẫn chất lượng. Nếu như trước kia các nhà dân chủ của chúng ta chỉ đấu tranh bằng những bài viết ít ỏi trên blog hay Yahoo thì dưới thời Obama, cùng với sự phát triển của internet, phong trào đấu tranh mạng sôi nổi hơn bao giờ hết. Các nhà dân chủ mới nổi nhiều như nấm sau mưa, các hội đoàn được thành lập dưới danh nghĩa tổ chức xã hội dân sự thì nhiều không đếm hết. Các hoạt động thực địa cũng diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên thời kỳ hoàng kim đã đi qua. Sau khi rót quá nhiều tiền vào các dự án ma mà các nhà dân chủ đã vẽ ra nhưng lại không đạt được kết quả như mong đợi. Đồng thời, quan điểm về các vấn đề ngoài nước Mỹ của tổng thống Donald Trump khiến tình hình trở nên tệ hơn bao giờ hết. Làng dân chủ gần như không còn sức sống. Nếu như dưới thời Obama, những cuộc biểu tình tuần hành diễn ra như cơm bữa thì kể từ khi ông Trump lên nhậm chức, các cuộc biểu tình cứ thưa dần rồi tắt hẳn sau những nỗ lực không thành công khi cố gắng khôi phục sự quan tâm của chính phủ Mỹ đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam và các tổ chức mang danh xã hội dân sự. Giới dân chủ quốc nội bắt đầu suy nghĩ đến việc tự lực cánh sinh. Trước khi APEC 2017 diễn ra, người ta vẫn còn đặt hy vọng vào Tổng thống Mỹ, hy vọng rằng ông Trump sẽ tiếp tục truyền thống của Nhà Trắng, nuôi dưỡng giới đấu tranh dân chủ ở Việt Nam. Tuy nhiên, từ khi APEC bắt đầu cho đến lúc kết thúc, Tổng thống Mỹ không một lần nhắc đến đám dân chủ cuội Bà Melania Trump cũng không đến Việt Nam, dù con gái mẹ nấm gấu đã viết thư cầu cứu bà. Thậm chí, qua chuyến đi lần này, hàng loạt hợp đồng kinh tế trị giá nhiều triệu đô la được ký kế kết giữa hai nước. Giới dân chủ quốc nội không khỏi thất vọng trước thái độ thờ ơ lạnh nhạt của ông Trump. Một số không kìm nén nổi sự thất vọng đã răng biểu ngữ với dòng chữ Peace on you, Trump. Như cô Đỗ Nguyễn Mai Khôi. Chuyến thăm lần này của Tổng thống Mỹ chính thức đặt dấu chấm cho hy vọng dựa dẫm của các nhà dân chủ, khiến họ bắt đầu phải suy nghĩ đến việc tự lực cánh sinh, tự đứng trên đôi chân của mình. Nhân sự kiện Đỗ Nguyễn Mai Khôi dơ biểu ngữ với dòng chữ Peace on You Trump nhằm phản đối sự hờ hững của Tổng thống Mỹ, nhà đấu tranh Hồng Thái Hoàng đau xót viết. Kết thúc hội nghị APEC, Ông ấy đến Hà Nội thăm chính thức Việt Nam, tôi vẫn ngóng tin chờ từng dòng chia sẻ trên Twitter hay bất kỳ phát ngôn nào. Hôm nay, ngày 12 tháng 11, ông ấy rời Việt Nam và tôi nhận thấy quả thật mình cũng như rất nhiều người Việt Nam yếu đuối, vì yếu đuối nên chưa thể đứng trên đôi chân của mình mà cứ chờ đợi dựa vào một ai đó, một thế lực nào đó giúp mình. Ông ấy ra đi không một lời nhắc đến Human Rights. Ông ấy rời Việt Nam mà chưa hỏi đến mẹ nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Các bình luận trong bài viết của Hồng Thái Hoàng đều nhất trí rằng giới đấu tranh dân chủ đã dựa dẫm vào nước ngoài quá nhiều và đến lúc các nhà dân chủ nên tự lực cánh sinh. Tuy nhiên, họ cũng khuyên Hồng Thái Hoàng đừng giữ mãi tâm lý tiểu nhân mà đòi fuck Donald Trump. Cây đại thụ Nguyễn Quang A thì nhẹ nhàng hơn. Có lẽ là nam giới nên ông Quang A không thể fuck Donald Trump được. Sau APEC 2017, ông Quang A vẫn giữ chút hy vọng mong manh rằng chính phủ Việt Nam sẽ phải nể mặt quốc tế, nhưng rồi cũng nhanh chóng phải chấp nhận rằng quyết định là ở chính chúng ta, những người Việt. Sự lạnh nhạt của tổng thống Mỹ khiến giới dân chủ nhận ra rằng đã không thể ăn bám thêm được nữa, nếu muốn tiếp tục đấu tranh, họ sẽ phải tự đứng trên đôi chân của mình. Nhưng đứng như thế nào khi phần lớn các nhà dân chủ của chúng ta đều không nghề nghiệp, không công việc, chỉ có một số ít có học vấn? phong trào đấu tranh sẽ đi về đâu khi nguồn tiền tài trợ không còn thời gian sẽ trả lời câu hỏi này sớm thôi